2/3 lượng nước uống ở Việt Nam được lấy từ các dòng sông. Đó có thể là nguồn nước bạn đun sôi cho con uống hàng ngày. Bạn có chắc đun sôi nước máy loại bỏ được sự nhiễm bẩn nguồn nước có thể đến từ đây? Từ đây. Từ đây. Và từ đây nữa. Và đây nữa. Bạn có chắc đun sôi nước máy có thể lọc được tạp chất hay kim loại nặng sắc gì đến từ thùng chứa, đường ống hay vòi nước rỉ sét? Bạn có chắc đun sôi nước đủ an toàn cho trẻ uống? Hãy cân nhắc lại. Cho con nước uống sạch an toàn với Unilever Purit, nhãn hiệu máy lọc nước bán chạy hàng đầu thế giới. Không cần dùng điện, chỉ cần cho nước máy vào Purit, công nghệ 5 bước lọc ưu việt sẽ phát huy hiệu quả. Màng lọc cặn lọc sạch bụi bẩn và tạp chất nhìn thấy được. Bộ diệt khuẩn loại trừ vi khuẩn và virus có hại. Lưới lọc vi sợi lọc sạch kim loại nặng, sắt và chì. Bộ lọc than hoạt tính diệt sạch ký sinh trùng, giúp nước trở nên không mùi và có vị ngọt. Màng vi lọc đảm bảo diệt sạch các vi khuẩn, cho nước uống được mà không cần đun sôi. Unilever Purit lọc sạch bụi bẩn, vi khuẩn và kim loại nặng, sắt và chì, điều mà đun sôi nước không làm được. Nước lọc từ máy được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi các tổ chức kiểm định uy tín từ Anh Quốc, Hoa Kỳ và 32 phòng thí nghiệm toàn cầu. Máy lọc nước Unilever Purit chỉ một khoản đầu tư nhỏ cho con bạn nguồn nước uống sạch an toàn.